Reserve time. Meeple, first man for MVP Phoenix. So now they're gonna give away the Bounty Hunter. Radiant the Windful Spirit. Pick. I think this one gonna be a Windful Spirit for Execration. They let go the Windful Spirit. I speak for the trees. Oh, and the Prophet. That Phoenix's is even worse. Turn to pick. Now this might be a Windful Spirit for MVP Phoenix. And maybe outvote the Barra Windful. What do you think? That is weird first two bans from MVP Phoenix. Because at the first two games, they always ban Native Prophet and Windful Spirit, but this game is a Tusk and a Meeple. Reserve time. Windful Spirit. Yep, a Windful Spirit and Outworld. No, it's Invoker. What's the game? Is it gonna be a Ascension Yasha Invoker again? Who knows? I've got a chance for Execration to pick an Outworld Devourer once again. I would like to see something new, you know, when we're talking about mid laner in this 6.86, we always see Invoker, Queen of Pain, Razor, Outworld Devourer, Viper. I just want to see something new. I want to see something like, you know, Tempas are seen, but yeah, it's not good in this patch anymore. I just want to see something new, maybe a Zeus and Spectre. What do you think? Night Stalker. They're gonna keep their strategy. I think as a creation, we'll see the third and fourth pick of MVP Phoenix. Know that MVP Phoenix is not gonna pick any pushers like Shen, like Enchantress or something that can end the game real quick. I'm pretty sure that it's going to be a Zeus and Spectre for Execration for this game. Team up with that Near Prophet, they are all so strong. So better be careful, MVP Phoenix. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Now this is more like a trap set by Execration. Reserve time. Stock Radiant team ban. The fact that we stock the ban, they might have to ban Shen or Enchantress or heroes can capture creeps. No Witch Doctor, if they have to face MVP Phoenix, Shen or Enchantress, it's gonna be really hard. Maybe banning Enchantress is a good idea. 5 seconds remaining. Reserve time. Oh, it's actually a when banned. I'm gonna leave you guys watching the dark for like 1 minute while I'm checking up my settings. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Phoenix's turn to pick. Remaining. EL ban. 5 seconds remaining. Reserve time.
kind of worry about MVP Phoenix might have to deal with a Spectre. You know, if you give time to a Spectre, we'll punish you hard in around 25 minutes. Radiant team apparition. Pick. Here. Really weird, but Ancient Apparition is good hero against Alchemist. So picking an AA will start a chance of picking Alchemist for its creation. Ten seconds remaining. Phoenix's Gyrocopter. Turn to pick. That's actually not bad. Juggernaut. Radiant team pick. But that's not good for execration too, because Gyrocopter is, you know, he cannot win that Juggernaut any day. Late game is gonna be really hard for execration to buy a Juggernaut. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. I think the support should be a support that can counter a Juggernaut. Templar Assassin. Phoenix's turn to ban. Yeah, finally we get to see something different. Templar Assassin. People saying that Templar Assassin is already out of the meta. 6.86. But she's still good if she doesn't have to deal with 10 seconds remaining. The 5 seconds remaining. All the butchers like Shen like that. Reserve time. Radiant team ban. Phoenix's turn ban. To pick. Tide Hunter. Oh man, alright, Tide Hunter, I in the true, I really can't predict what they're gonna pick in the third game, you know, because the third game of the series, it's where you have to pull out all your secret strategy to win deciding game. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. It's gonna be another support. Be a Dazzle? What do you think? Or even an Oracle? I would like to see something like Oracle. Disruptor here, not bad. Thank you.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Alright guys, we are in the game already. I'm gonna do some quick intro, who play who in this game. Our execration in the Radiant side. Lumic on Disruptor, Nando on Gyrocopter, BYB on the Prophet, Abed on Tempest Assassin, Jon Snow on Night Stalker for MVP in the Dire, Q on Invoker, Febby on Ancient Apparition, for Rage on High Hunter, MP on Juggernaut, and Dubu on Vengeful Spirits. Of the wood. All right, guys, we are in the game already. Very important for both teams, this one, deciding game, who gonna be our first finalist. Not sure they saw Forest putting up the wards here or not, I think. Jon Snow, very good up the wards here. Alright. So top rune gonna be taken by Abed. I'm sorry, bottom rune and top rune by Kuo. So this game gonna be Abed versus Kuo once again. Your last game is Nando. This is a good thing when you have a versatile player that can play many roles like mid lane and hard carry. It's Abed. So, alright guys, in the middle lane, the battle between Abed, Templar of the Scene versus Kuo Invoker. Bottom lane, a dual lane, Team Execration, Lumic on Disruptor,
Nando Gyrocopter versus solo lane for a Fire Hunter. Top lane solo BYB Ninja Prophet versus Ancient Apparition and Juggernaut. Hobbit. Doing pretty okay for the Gyrocopter on the bottom lane. For now in our semi-finals, there are three Filipinos teams. If in case if this game Exit Creation won, gonna be, you know, gonna be all Philippine finals for our Beyond the Summit season 3. Bottom lane for it. Very good last hit for Nando at bomb lane, got around 10 last hit and 11 denied. Only level 2. Look at the kill. And oh, kill might get ganked. It's one side trap. I had already used this fairy fire. Now they hunt down for kill. Kill probably start, but not gonna be that long. Kill walking to a tree line. Abed one hit away from kill. One hit away. They got kill for sure. And that is the first part of the crew. Hey yo, hey yo. Xin chào tất cả mọi người. Rồi mình thì mình vừa mới lên đến nơi thôi. Không hiểu là hôm nay Thịnh Béo có việc gì mà đã để cho anh Cyclops anh ý bình luận cho các bạn những cái game đấu vừa rồi. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng chuyển tài nốt cái trận đấu này đến các bạn. Rồi ở đây thì là đã là phút thứ 3 ở trận đấu giữa Execration và MVP Phoenix rồi. Tỷ số đã 1-0 nghiêng về Execration. Lineup của hai đội thì sao? MVP Phoenix có Invoker, có AA, có Tidehunter, Juggernaut đánh carry ở VS đánh support. Bên phía Execration đó là Disruptor, Gyrocopter, Furion, Templar Assassin và Nightstalker. Ở đây thì cũng tình huống dồn vào Dubu. VS không còn nhiều máu nhưng mà Nightstalker cũng không còn cái void nữa, đang cố gắng đuổi theo Sway kiếm đến từ phía của MVP. MP và bây giờ anh ta đã kết thúc được mạng của Nightstalker rồi. VS chắc chắn trên tình huống vừa rồi. Check qua một chút về lượng last hit deny. Bây giờ Gyrocopter đang có cho mình 31 con creep rồi. Juggernaut cũng có 30, Templar vẫn đang dẫn Invoker ở mid 24 so với 16. Đây là một kèo khá là cân khi mà Invoker là một hero hoàn toàn có thể đi lại với cả Templar Assassin. Ở đây có những cái tình huống mà stack cam đến từ phía của VS nhưng đã bị phát hiện rồi. Kyo có một tình huống di chuyển như thế này là lỗi rồi. Chắc chắn Kyo sẽ chết ở đây khi mà các thành viên của Xtinct đã đuổi theo và giết được Kyo rồi. Ngược lại Furion cũng phải bỏ mạng ở đây. Dubu, liệu Dubu tự sát thành công không? Rồi, Nightstalker có mạng của Dubu.
thì tiếp tục là đuổi vào Thai Hunter đến từ phía của Templar Assassin. Có vẻ như là Thai Hunter hơi dày thì phải. Đã có 2 điểm ở cái Kraken Shield rồi. Và sự xuất hiện của NS ở đây thì sao đây? Chết chắc rồi, Templar Assassin có mạng. 5-2 dành cho đội game đến từ vùng C. Những pha chói rất hay đến từ phía của Furion đã ngăn cản cái bước tiến của Juggernaut trong việc truy sát Disruptor. Sofar recap sau cái pha combat đánh nhau vừa rồi thì bên Xting đã có được hơn 1.000 tiền. Ở đây thì máy bay đã có cho mình một cái giày phây như một cái Ring Aquila, một cái Magic Stick và 600 tiền. Chưa biết rằng trong cái kèo này thì máy bay sẽ lên item gì. Có thể là một cái trống để có thể đánh nhau sớm, hoặc là một cái hem để tăng tốc độ farm của mình. Furion thì sẽ hơn đến một cái trống rồi, đã có giày phây, phong cách quen thuộc cho meta hiện tại. Có smoke và đang chờ đợi một tình huống di chuyển lỗi đến từ phía của MVP. Với 3 thành viên này thì hoàn toàn có thể giết được bất kỳ một con mồi nào. Sơ chân, sơ sẩy và lên đồi thôi. Slow vào người Kyo, Kyo đặt tường băng ra. TA đang đuổi và hơi sâu, nhưng không sao cả, lượng đam đến từ anh là rất là lớn. Kết thúc được Invoker rồi, TP liên tục đến từ phía của MVP. Đuổi theo và giết được Disruptor, Juggernaut sử dụng ulti và giết được NS. Máy bay tung ulti và bắn ngược lại các thành viên của MVP. Ở đây thì máy bay không còn nhiều máu và nên lùi lại, nhưng máy bay đã chết rồi. Không sao cả, TA có double kill trong pha vừa rồi. 3 đổi 3, Juggernaut, Juggernaut bị slow lại nhưng mà khoảng cách là khá xa và TA đã lùi lại rồi. Như vậy là kết thúc cái màn giao tranh giữa hai bên. So far recap thì đó là 1.200 tiền dành cho bên phía của MVP. Một cái tình huống mà máy bay hơi tham thì phải, sau khi tung một cái ulti ra, anh đã lao đứng ở dưới đồi và bắn đến 3 thành viên của bên phía MVP. Với cái lượng đồ như thế này thì không thể làm cho các thành viên của MVP mất quá nhiều máu được. Cái kết của anh khá là đắng khi mà anh ta chết. Ở đây thì có một cái rune Invi và Disruptor đã đứng cạnh bộ đội support của MVP. Chưa hề có một cái động thái gì đến từ anh này cả. Sẽ là cố gắng scout ra vị trí của các thành viên MVP thôi. Đặt cái ward block kem lại. Cái kem stack rất là to. Rồi smoke đến từ phía của bộ đội support MVP. Họ nhắm đến vị trí của NP. NP đã sắp sửa hoàn thành cho mình xong một cái trống ở phút thứ 8, một cái giày phây hoàn toàn là đủ đồ để có thể đánh nhau sớm. Nightstalker rất thính, bật cho mình cái ulti lên và anh ta sẽ đi về được với cái tốc chạy rất là lớn vào thời điểm ban đêm này. Một cái ward cắm rất là sâu để công lên đến từ MVP. Đã có sự di chuyển xuống đến từ phía Invoker rồi. Họ muốn ăn cái trụ bot này khi có cả Thai Hunter ở đó. Vậy là 4 người ở bên phía MVP. Đang ở khu vực rừng của Xting và cố gắng sẽ là push vào cái trụ này. Juggernaut thì sao? Juggernaut đã có một cái trống như một cái face. Level 8. Put rất mạnh vào mid. A phải tung ulti ra nhưng không trúng ai cả. MVP không có dấu hiệu muốn dead mid, họ sẽ đổi trụ ở đây. Invoker còn thiếu cho mình 300 tiền nữa để hướng đến cái Midas. Templar Assassin đã có cho mình cái trụ ở đây, có tình huống dồn và MP, nhưng mà MP tỉnh táo quá, anh ta đã lách qua được cái ulti của Disruptor, xoay kiếm và TP về rất là chắc bài.
trụ được dành cho Invoker và anh ta sẽ hoàn thành cho mình xong cái Midas ngay sau đây thôi. Kèm sách rất to dành cho Tidehunter. Với việc có 2 điểm Kraken Shield cũng như một cái Anchor Smart Level 4, anh ta hoàn toàn có thể farm được cái bãi này. Nice Taco đang giữ cho mình 1.300 tiền. Kèo này hoàn toàn thể lên cái Midas để đánh lâu dài với team MVP cũng được, hoặc là hướng thẳng đến một cái gậy xanh để giúp kiểm soát lượng bản đồ tốt hơn, kiểm soát bản đồ tốt hơn. Cắm cọc máu ra các thành viên MVP sẽ cũng có Roshan này trong vòng vài giây nữa thôi. Nhưng mà trên top thì bị put vào rất sâu đến từ phía Xting. NP cùng với máy bay. Máy bay đang có cho mình 2.600 tiền rồi, khiến Aegis được cầm bởi Invoker và anh ta tiến thẳng vào khu vực rừng của địch, tìm kiếm con mồi đi lẻ chăng. Ở đây thì có một tình huống sandbag Juggernaut lại, nhưng anh ta sử dụng cái xoay kiếm và đang đuổi theo rất là rát rồi. Ulti của A ra không trúng. Vâng, như vậy là những hit chém cuối cùng đến từ Juggernaut đã kết thúc được mạng của support bên phía Xting. Đổi lại thì một cái trụ trên top này bên phía của MVP đã bị nằm xuống rồi. Như vậy là sẽ lên một cái Battle Fury đến từ phía của Juggernaut. Hunter, vâng, Tidehunter có một tình huống chết khi anh ta đang farm Ancient, một pha ulti rất nhạy cảm đến từ phía của NP. Anh ta có ward, có tầm nhìn và anh ta quyết định có pha ulti. Hơi đen một chút dành cho thanh niên Tidehunter rồi. Forep. Một cái chết rồi, nó là cực kỳ bất ngờ. Vâng, cắm ward của MVP. Một cái ward cắm rất là sâu, hạn chế những cái tình huống farm rừng. Liệu có đuổi với Juggernaut trong tình huống này không đây? Vâng, trói lại đến từ phía Ofu nhưng mà hơi tượt rồi. Ulti ra đến từ phía của không trúng ai cả. Nên đi về farm tiếp thôi. Invoker có cho mình 1.600 tiền, kèo này có thể lên thẳng cái Blink. Vâng, pha Sunstrike ở đâu đó đã lấy được mạng người rồi. Đó là cái mạng của Gyrocopter. 3 thành viên của bên phía MVP đã có một màn quay Gyrocopter dưới này, kết thúc bằng cái Sunstrike của Invoker. Ông VS rất là đang lúng túng cho cái hướng di chuyển của mình. Anh ta cũng có lẽ cũng sẽ chỉ là stack cam ở đây thôi. Chưa quá nhiều việc cần làm đến từ phía của support bên phía của MVP thì hoàn toàn hiện tại họ cần phải farm. Các core hero của họ cần rất nhiều item. Tidehunter đã có cho mình một cái Mekan rồi. Anh ta sẽ phải lên một cái Blink sớm để có thể áp sát những cái mục tiêu quan trọng bên phía của Xting. Một cái Ravage chính xác sẽ là combat thành công dành cho MVP. Sợ ơi, AA cũng khá giàu thì phải, 14 phút anh ta có dày mana một cái power booster. Như vậy nếu mà ngon nghẻ thì sẽ có một cái gậy xanh khoảng phút 30 thì AA. Máy bay như vậy là sẽ đóng một cái kiếm chéo khi đã có Yasha, một cái Orc Club đã đủ tiền lên kiếm chéo rồi. Nhưng không hiểu một cái lý do gì đấy anh ta chưa mua. Kyo với cái Rosa Aegis của mình thì anh ta quyết định là push trụ cùng với đồng đội, mở ulti ra đến từ phía của Gyrocopter, bắn khá là đau thì phải, ulti ra đến từ phía của Disruptor nhưng không ai lao vào cả. Juggernaut ở đây, anh ta bật xoay kiếm, anh ta đi về câu được cái ulti đến phía của Disruptor, cắm cọc báo ra sẽ tiếp tục push. Tình huống rất là lợi dành cho bên phía của MVP.
Và như vậy là Dubu sẽ lên cho mình một cái ơn. Templar Assassin là có Deso, trong khi đó thì Invoker đã lên lock rồi. Một cái lock để có thể combo chính xác, giết những cái hero mỏng máu bên phía của Xtinct. Juggernaut còn thiếu cho mình 700 tiền nữa để có một cái Battle Fury. Và nếu cái farm như thế này thì sẽ là rất gần cho anh thôi. Có một cái tình huống mà smoke mà hơi nhà quê đến từ phía của MVP, khi mà hai con support đã lộ smoke, không bắt được ai cả, rất là thính. Nice Starco đã có cho mình 3/4 cái gậy xanh rồi. 1000 tiền cũng như là 2 mảnh của gậy xanh, coi như là 3/4 cái. Và khi Nice Starco có gậy xanh thì khả năng kiểm soát bản đồ sẽ rất lớn. Pharah vết 4 người, ulti đến từ phía của Forbi, combo đến từ Invoker, và tất cả biến mất. Đâu rồi, những thành viên của Xtinct ở đâu rồi? Họ biến mất hết rồi. Quá đau đến từ phía Invoker cũng như là... Tuyệt vời. Tình huống có lợi thế đứng trên đồi và các thành viên của MVP đã xử lý quá chính xác. Ở đây cũng tình huống mà sử dụng cái mail không được hay lắm đến phía Templar, nhưng anh ta vẫn về được. Refraction đã block được những cái đam giúp anh ta có thể blink được. Lock lên nhưng ở đây có Silent vào đến từ phía của NS, tung ulti ra đến từ phía A. Full bay ra và kết thúc được mạng của Invoker. Send back Furby lại, kéo đánh Furby chết chặt rồi. 11-9 dành cho Xtinct. Vừa mới khen MVP đánh hay xong thì họ lại có một cái màn có thể nói là chết một cái khá là ngớ ngẩn. Dire's middle tower is under attack. Put vào trụ 2 và đã ăn được cái trụ ở mid. Xtinct tiếp tục tiến lên. Không việc gì phải lùi lại cả. Khi mà Tidehunter không có Ravage. À, ulti ra, không trúng ai. Rồi như vậy sẽ là lùi về và farm tiếp. TA đã có Blink Dagger để xô một cái Orc Club. BKB là một sự lựa chọn hoàn hảo trong trận đấu này, tránh những cái tình huống burst dam combo như Invoker, cái Ravage đến Tidehunter cũng như là pha ulti. Rất là khó chịu đến từ phía của AA. Vậy NP là kèo này đóng búa set chống cái Orc Club, cũng sẽ là lên BKB. Như vậy là Gyrocopter sẽ không lên kiếm chéo, chỉ lên cái Manta, sau đó sẽ đóng BKB nốt rồi. Như vậy là sẽ có 3 thành viên của bên phía Xtinct chuẩn bị lên BKB. Không, họ đánh hay thì mình phải khen thôi bạn ạ, chứ còn out out riết gì đâu. Với lượng network bây giờ thì sao? Các thành viên của bên phía Xtinct đang có lợi thế, cái TA đang đứng đầu bản đồ. Trong khi đó thì những cái vị trí core còn lại của họ thì đang dẫn khá xa so với các core của bên phía MVP. Những cái màn farm rừng tập thể đến từ phía MVP giờ không dám ló mặt ra đường rồi. Nice Stalker đã hoàn thành trong gậy xanh thì phải. Hoàn thành xong gậy xanh rồi. Chắc là như vậy. Có một TP ra đến phía Juggernaut. 4 người của MVP ở đây, và liệu họ có sử dụng một cái tình huống smoke sau đó là ganh lẻ vào ai đó không? Và tiếp tục là TP về vào farm chung cho nó đỡ chết. Giải này là giải Beyond the Submit khu vực C bạn ạ. Máy bay hoàn thành BKB rồi. NP thì sao? Không, như vậy là NP sẽ lên gậy xanh.
Vâng, trái với dự đoán thì NP sẽ lên gậy xanh trận đấu này. Cố gắng là sẽ sử dụng cái ulti của mình để đi push lẻ. MVP quyết định ăn Roshan. Và có vẻ như các thành viên của Xtinct, họ smoke và lên top, như vậy là họ không phát hiện ra điều này. Tidehunter sẽ có blink ngay sau khi ăn xong Roshan này, như vậy là đủ tiền. Disruptor bị phát hiện, nhưng mà Invoker vẫn không có những cái tình huống mà dám quá hổ báo khi anh ta biết rằng đồng đội của mình đang ở đấy. Ở đây có tình huống rồi, nó Furby chết rồi, quá nhanh. Templar có lực đàm quá lớn đến từ cái Deso cũng như là ulti của máy bay. Giải này thì nó là tổ chức ở vùng C bạn ạ. Nếu mà nổi tiếng ở C thì có MVP cũng là nổi tiếng này. Tí thì có Mineski. Push vào lên bot. Cái trụ bot này chắc chắn sẽ nằm rồi. Vẫn bật Fortify lên cơ mà. Câu kéo thời gian để làm gì đây? Toàn bộ trụ ngoài của bên phía MVP đã mất. Phút thứ 22. Invoker có blink, có lock. Mà NP rất là tỉnh thì anh ta đã nấp một cái vị trí khá kín rồi. Ở đây thì vâng, Invoker đã blink đi được rồi. Ở đây thì sẽ dồn vào Disruptor, nhưng đó là quyết định không hay khi anh ta mất cái Aegis. Và chắc chắn sẽ chết mạng thứ hai ở đây nếu đồng đội của anh ta không ra kịp. Vâng, như vậy anh ta đã chết cái mạng thứ hai rồi. Đổi một con support, lấy một cái Aegis và một mạng của Core Hero bên đối phương. Xtinct quá lãi. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Vâng, Templar Assassin, cái BKB của mình đang đứng bắn trụ như một vị thần rồi. Nhưng mà Ravage, hai người không kịp bật BKB. Nhưng mà máy bay bật BKB và đang bắn, nhưng mà anh ta cũng không còn quá nhiều máu. Như vậy là một tình huống chủ quan đến từ phía của Templar và anh ta đã chết rồi. Các thành viên của Xtinct cần phải lùi về. Lùi về được hay không? TP rất là kín, nhưng mà một cái ulti đến từ Juggernaut đã kết thúc được mạng của máy bay rồi. Dominating dành cho MP, và bây giờ thì MVP vẫn còn cơ hội để tiếp tục đánh cái trận đấu này. Vâng, Xtinct có một cái tình huống quá chủ quan. Night Stalker và Templar đã không thận trọng trong việc chọn vị trí, và họ đã ăn chọn cái Ravage cũng như là lượng đam rất lớn đến từ Juggernaut. Hoàn toàn không có Invoker trong tình huống vừa rồi. NP thì vẫn cố gắng là rap ở trên này thôi. Thanh niên này là quyết định sẽ chơi với creep chứ không chơi với người. Tidehunter thì có lẽ sẽ là lên một cái giày Guardian Grips. Nhưng ta cũng khá sắp là đủ tiền rồi. Vest có gem. Templar cần rất là cẩn thận những cái tình huống sử dụng cái mèo của mình. Và 1600 tiền dành cho A. Như vậy là Xtinct vẫn tiếp tục là muốn push cái trụ này, không còn Ravage nữa. Nhưng mà Invoker đã ra rồi, cần phải cẩn thận cái tình huống combo stun vào đầu của TA. Các kiểu các thứ vào người của Night Stalker. Night Stalker không còn nhiều máu, bung ulti ra đến phía Disruptor cản Juggernaut lại. Và như vậy là tất cả sẽ đi về hay không? Vâng, NP thì anh ta vẫn cố gắng ở trên top này thôi. Máy bay tung ulti ra.
ulti của A chỉ sượt qua hai thành viên của bên phía Xtinct thôi. Juggernaut lao ra một cái xoay kiếm của mình nhưng bắn hơi đau thì phải. Ở đâu đó thì Invoker đã móc sau được Disruptor rồi. Đánh nhau rất loạn, squad của máy bay về. Bật BKB đến từ phía của máy bay. Ravage lên, vẫn trúng nó TA. Và TA có BKB mà tại sao anh ta không dùng? Trời ơi! Những cái chết rất là ngớ ngẩn đến từ phía của Xtinct. Thanh niên này có vẻ như là quên nút ấn đi giải. Ôi ôi, mấy ông vùng xì tâm lý yếu thật. Vâng, các Oppa Hàn Quốc đang tiến lên. Đây là tình huống Blink vào rất là hiếu chiến đến từ phía than tờ. Chúng ta sẽ phải bơi ngửa ra thôi. Và trông nó bơi hay quá cái chứ lại. Ulti của máy bay ra mà bắn đau thế nhỉ. Furby, Furby ở đây xa Forest. Tình huống Blink vào đứng giữa hình địch rồi. Chắc chắn anh ta sẽ chết ở đây. Furby đã đi rồi, Forest sẽ là người đi theo. Hai mạng dành cho phía của Xtinct. Những cái tình huống combat đang là lật đi lật lại và không biết rằng là đội nào đang chiếm lợi thế ở đây đây. Rất là khó đoán. Tiếp tục là tiến vào mid. Ulti ra đến từ phía của A và chúng toàn bộ các thành viên của bên phía Xtinct nhưng mà VS bị bớt chết rồi. Ở đây thì NS không còn nhiều máu và đã bị chém chết. Một đổi một và combat nó tiếp tục diễn. Bật BKB lên những Omni Slash kết thúc được mạng của máy bay Unstoppable dành cho Juggernaut. Ở đây có tình huống chói cây và TP về. Và như vậy là Furion về thành công. Vẫn chưa thể kết thúc game đấu. Những cái tình huống tràn vào high ground vẫn chưa thực sự là chắc chắn cũng như là ổn đến từ phía của đội game Philippines. Hunter có Guardian Grid, một cái gem và 800 tiền. Hoàn toàn là đủ đồ thôi, Invoker sẽ là hướng đến gậy xanh. À cũng đã sắp xong cho mình cái gậy xanh rồi. Rất gần thôi, đúng như dự đoán là tầm khoảng phút 30 sẽ có gậy xanh. Bây giờ phút thứ 28 rồi, farm thêm 400 tiền, đúng có support tầm này là thoải mái. Juggernaut có Blink Dagger Manta. Với cái Blink Dagger này thì hoàn toàn anh ta có thể tiếp cận những cái mục tiêu đứng ở đằng xa của bên phía Xtinct. Dứt điểm. Ở đây thì Dubu. Anh ta chắc chắn chết rồi. Chói vào. NP đã có được mạng dominating dành cho thanh niên này là Beef. TA có cho mình 2.800 tiền. Vẫn chưa quyết định lên thêm một món đồ gì cả. Có lẽ là giữ buyback, phòng trừ những tình huống mà chết không đáng có. Còn BKB vẫn còn hẳn 9 giây, trong khi đó đã từng ăn hai cái Ravage. Vẫn chưa có những cái tình huống có thể dứt điểm trận đấu đến từ phía của Xtinct. Máy bay đã có Manta. Mà lượng đam có vẻ là bắt đầu thiếu dần rồi. Anh ta nên đóng thêm một món đồ để tăng lượng đam nữa. Như vậy là đã hoàn thành cho mình gậy xanh. Giờ những cái tình huống ulti của anh ta rất khó chịu. Đây có smoke 3 người. Đến phía MVP. Một mình Dubu sẽ là người lẻ loi, không được phủ khói.
Vâng, vào Roshan rồi. Vâng, đưa một cái bóng đi scout lên từ Night Stalker. Như vậy là các thành viên của bên phía MVP đã lùi về. Extinct quyết định ăn Roshan. NP vẫn cố gắng rình mò trên top này, một cái BKB thì anh ta rất là tự tin. Nhưng một mình Invoker không thể bắt được. Vâng, ở đây có tình huống mà nhường Roshan. Họ biết các thành viên của Extinct ăn Roshan ở đây, nhưng các thành viên của MVP đã lùi về và tổ chức đép nhà. Ulti này đến từ phía qua tạm thời giải tỏa cái áp lực sau khi ăn Roshan. Ăn Roshan xong thì dính cái UTA thì bắt buộc các thành viên của bên phía Extinct phải lùi về và regen. Hình như thì TA đã mua một cái món đồ gì đó. Ờ, như vậy là lên giáp xương như TA. Asa Kuras. Như vậy là hướng đến cái AC để tăng thêm độ cứng cáp cũng như là push trụ nhanh hơn. Juggernaut đang để cho mình 3.500 tiền. Chắc chắn anh ta sẽ để buyback. Chỉ cần một tình huống chết mà không có buyback ở đây thôi, chắc chắn là nhà cửa sẽ theo gió mà bay rồi. Kill có Blink. Vâng, Blink vào. Ở đây câu snap bật BKB lên và thế là đi về đến từ phía của Bip. Về thôi. Tạm biệt nhé. Tại sao không phải là Blink vào lock và sử dụng cái combo gây tính bất ngờ hơn. TA với cái Aegis của mình đang lang thang trong rừng địch. Đồng đội của anh thì farm rừng mình, anh thì farm rừng địch, tức là địch không có chỗ farm. Furion đã có cho mình cái side advice. Trời ơi, giàu quá rồi. Network đứng đâu bản đồ. Thằng thanh niên này đúng là gọi là cao nhân lánh đời đây. Combat thì không thấy mặt đâu nhưng mà tiền thì vẫn cứ nhiều. Không hiểu có cái làm ăn mờ ám gì đây. Cái smoke hai người đến từ phía của MVP, Kill và Dubu. Quyết định làm cái chiêu trò gì ở đây khi mà tiến thẳng vào rừng của địch và không có ai ở đây cả, bằng ném Midas. Thiếu thốn nơi farm đến mức phải smoke farm à? Di chuyển rất là tù mù, không hề có ward trong rừng địch mà bật smoke hai anh la vào và cắm ward. Night Stalker lên một cái Orc Club. Vâng, BKB luôn rồi. Các thành viên của bên phía Extinct đang rất là cẩn thận. Đều đóng BKB rồi, 4 cái BKB. Nhưng mà cứ chờ mà xem, BKB nhiều này nhưng tí vẫn ăn Ravage. Máy bay cầm cheese. Tận dụng lợi thế Roshan, bây giờ các thành viên của Extinct sẽ lao vào. Vâng, sandbag được Forest vào và đóng lồng ulti các kiểu các thứ thành công. Nhưng mà máy bay bắn rất là đau. Mặc dù Swap cứu ra nhưng sẽ chết cả hai ở đây. Không có Ravage buyback đâu rồi. Kyo bị bắn đau quá phải tự lốc mình lên ở đây thì First B sẽ chết. Ravage ra trúng được hai người. Chưa hề bật BKB hay không? Vâng, đã bật rồi nhưng mà MVP, MP đang chém quá đau ở đây. Đây thì Abed còn Roshan. Anh ta sẽ tiếp tục ở lại và chiến đấu. Đã mất khiên Aegis rồi. TP về rồi. Vâng, như vậy là cancel được luôn TP của Disruptor. Và như vậy là Disruptor sẽ phải nằm xuống. Juggernaut mở Manta ra. Furion tiến đến với cái hack. Cố định được Juggernaut lại rồi. Killing spree dành cho TA. Và TA lấy được mạng Juggernaut. Trong khi đó thì máy bay lại bị Forest giết chết.
trời, Juggernaut lại và anh ta cắn cây ra với một cái Battle Fury. Ở đây thì Kyo lao ra lốc được Furion lên. Furion không có BKB và anh ta sẽ chết ở đây thôi. Killing Spree dành cho Kyo. Cái trụ trên top này tại sao lại không put nốt đi? NP không tình huống sau khi bay lên và trợ giúp đồng đội của mình, anh ta nên có tình huống TP lên top. Anh ta ở đó một thời gian khá khá rồi. Như vậy là bên phía của Xtinh đang có lợi thế rất lớn khi mà họ đã ăn được một lên rưỡi, cấu được gần hết máu của trụ ba ở trên lên top. MVP còn pha smoke, nhìn thấy máy bay ở đây, liệu máy bay có bị kịp bật BKB? Vâng, kịp bật BKB rồi, swap về và như vậy là máy bay anh ta sẽ chết. Invoker có mạng của máy bay. Tiếp tục là Chase vào Thanh Niên Disruptor và Lil Mick đã chết. Liệu rằng có một trận đấu lật kèo hay không, khi mà các Core Hero cũng như support của bên phía Xtinh đang có những tình huống di chuyển hơi ngáo. Vâng, trụ mid, trụ ba mid dành cho bên phía MVP. MP đang hướng đến cái butterfly ở đây thì có slow và người của Forep blink ra. MP còn Omnislash phải cẩn thận. Vâng, blink ra đến từ phía của TA, bật PKB lên nhưng mà Omnislash và người nằm xuống lại là Nightstalker. Anh ngay lập tức buyback ở đây thì TA lao ra nhưng không thể burst chết được Forep, nhưng mà tất cả các thành viên của MVP sẽ là đi về được. Họ mất một cái lane mid và không giết được bất kỳ một thành viên nào. Xtinh, họ mất một cái lane mid và không giết được bất kỳ một thành viên nào. Ở đây thì Furion trong cái lúc đánh nhau rất là hỗn loạn ở mid kia thì anh ta đã hoàn thành nốt cái sứ mệnh của mình là đi rát cái trụ boss này, cái Rex boss này. Vâng, Gem vứt đầy đường rồi. Thà Hunter không có Ravage. Bây giờ các thành viên của Xtinh nên push vào. Nếu họ muốn kết thúc game đấu này, TA lên cái Crystalist 3200 tiền vẫn còn buyback. Những cái tình huống spam skill ra và ở đây thì nhớ được Invoker rồi, nhưng chắc chắn có swap ra. Dubu bị hack và anh ta không thể swap. Nhưng mà ở đây thì Xtinh la và anh ta bắn rất là đau rồi. Juggernaut thì giết được MP và Disruptor, nhưng các thành viên còn lại của bên phía Xtinh rất là khỏe. Forep đã sử dụng hết tất cả các skill của mình rồi. Ở đây thì bắn nhà thôi, bật PKB lên và bắn nhà. Máy bay vẫn đang chảy cối ở đây. Bắn nốt cái nhà đi thì sao? Vâng, và đó là Mega Creep, nhưng mà double kill dành cho MP. Ba thành viên bên phía Xtinh đang nằm xuống. Liệu rằng ở đây chắc chắn là triple kill dành cho MP. Bốn người đã chết rồi. Đổi 4 mạng, lấy được một cái Rex ở đây, hoàn thành Mega Creep. Đối phương không thể push lại ngay được, nhưng mà ok. Có quan trọng nhất là TA thì vẫn đang sống. Rồi, Forep đã có cho mình cái Siva. Họ quyết định là YOLO rồi. Ở đây có tình huống mà bay vào burst đam chết thẳng Disruptor rồi. Buyback ra đến từ phía của máy bay. Nó boost nhanh quá rồi, ulti ra, cooldown ra. Slow lại một chút các thành viên của MVP. Làm một điều gì đi.
Người Philippines đang có vẻ hơi bất lực thì phải ulti ở đến phía của BKB bật lên. Tất cả BKB đều được bật lên rồi. Nhưng các thành viên của MVP không hề hấn gì. Lượng sát thương là không hề đủ. Ra vết lên trúng được hai người. PA đã chết, anh ta có buyback, anh ta đã quay trở lại. Ở đây thì họ vẫn đang tiếp tục đánh vào nhà cửa của các thành viên Xtinct. Làm gì đi, Invoker vẫn đang rất khó chịu combat, những cái blast, những cái skill của anh ta. Vâng, như vậy là Forest đã giết được Fu rồi. Đập nhà đi và chiến thắng dành cho MVP. Một chiến thắng tuyệt vời và comeback sau Mega Creep. Chúng ta thấy được sự chênh lệch về đẳng cấp.